sau cái phiên giao dịch ngày hôm qua và ngày hôm nay thì anh chị thấy thị trường chứng khoán nó hay không? rất là nhiều cảm xúc cũng như là có một chút khốc liệt đúng không vậy? thì khi mà anh chị đầu tư á, thì đôi lúc nó không chỉ nằm riêng ở vấn đề về thị trường và vấn đề về cổ phiếu này và cổ phiếu kia đâu, mà nó nằm rất là nhiều ở vấn đề về tâm lý. tức là khi mà thị trường và cái cổ phiếu nó diễn ra như vậy á, thì cái tâm lý của anh chị nó phản ứng như thế nào? bởi vì sao? bởi vì nếu anh chị nào có một cái tâm lý đúng á, thì các cái quyết định mình đưa ra nó mới có thể chuẩn xác được như vậy. Nói thì cũng xin chúc mừng tất cả các anh chị nhà đầu tư đã mua và nắm giữ với những cái mã cổ phiếu chứng khoán từ phía dưới và có thể là không có những cái nhịp rất hạt và thậm chí là có những cái điểm mua mới vào ngày hôm qua và ngày hôm nay để ăn được cái nhịp nước rút những cái mã cổ phiếu dòng chứng khoán. Thì trong cái video ngày hôm nay thì em sẽ phân tích rất là kỹ với anh chị về vấn đề thị trường, những cái mã cổ phiếu dòng chứng khoán cũng như là một đôi chút một số các mạnh để hướng dẫn chị là cái nhịp sắp tới thì thị trường nó sẽ vận động như thế nào cũng như là khi nào mà sẽ bán các cái mã cổ phiếu khi mà nó chạy vào một cái nhịp đốt rút thì trong cái video ngày hôm nay thì em sẽ phân tích kỹ với anh chị ha. Rồi thì chào mừng tất cả quý anh chị nhà tư đã quay trở lại với kênh của Nguyên Đà Official. thì em là Nguyên Đà ngày hôm nay như thường lệ thì vào một thứ ba chúng ta lại gặp nhau trong một cái video bản tin thị trường. để nhìn lại thị trường của cái phiên dự ngày hôm nay. phiên giao dịch rất là nhiều cảm xúc. với rất nhiều những cái mã cổ phiếu chứng khoán nó tăng tiếp À, và gần tăng gần trần à, cũng như là đi qua về một số các cái những mặt à, các cái mặt cổ phiếu mà anh chị quan tâm à, để giúp anh chị đầu tư tốt hơn à, trong dòng sắp tới thì anh chị xem video thì anh chị nhớ tặng cho em một cái nút like nha cũng như là một cái nút đăng ký kênh à, Subscribe kênh nếu anh chị chưa đăng ký à, thì cũng cảm ơn anh chị rất là nhiều đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh à, nói chung anh chị cứ like đăng ký kênh đi thì các cái nội dung cũng như là các cái chủ đề khi mà em lên video và livestream thì em sẽ chia sẻ với rất nhiều các anh chị nhà đầu tư quý anh chị nào xem cái video của em vào ngày chủ nhật Đó em có tặng với anh chị một cái danh mục săn điểm nổ thì em có nói với chị là trong ngày thứ hai thứ ba các cái mã cổ phiếu chứng khoán mà em tặng á, là nó sẽ nổ thì anh chị thấy nghe qua ngày hôm nay là nổ đâu bởi vì sao bởi vì đó là cái cái cách nhìn tức là cái cách nhìn em biết được là ở uh, cái mã cổ phiếu nó có khả năng là nó có những cái điểm bùng nổ là không đó thì đã anh chị nhớ like và đăng ký kênh thì trong dòng sách tới thì em sẽ hướng dẫn với chị nhiều những cái kiến thức và những cái video giá trị hơn anh chị ha anh chị tham gia cái room cộng đồng thì bấm vào đường link zalo bên dưới phần mô tả còn nếu mà muốn đồng hành cùng em trong cái sống trong cái nhịp sắp tới cũng như đồng hành cùng em trong cái khách hàng khách hàng thì cứ liên hệ qua bạn trợ lý của em số điện thoại thì em có để trên màn hình rồi cảm ơn chị rất là nhiều đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh rồi phần đầu tiên chúng ta sẽ nhìn qua một chút về thị trường của cái phiên giao dịch ngày hôm nay à, phiên giao dịch ngày 12 tháng 9 thì thị trường ngày hôm nay gần như là trả điểm lại cái phiên giao dịch ngày hôm qua khi mà thị trường ngày hôm nay tăng gần 22 điểm và đóng cửa cái mức là 1245 à, với một cái mức thanh khoản ở cái mức trung bình đó à. ngày hôm nay để gọi là một cái phiên thanh khoản lớn thì nó cũng không phải là một cái phiên thanh khoản lớn mà giao dịch ở, tức là dừng ở cái mức trung bình à, với độ rộng thị trường thì có 407 cổ phiếu tăng và 116 cổ phiếu giảm. Trong rổ VN30 thì có 30 mã tăng và không cổ phiếu nào giảm. Tức là ngày hôm nay là cái nhóm chứng là nhóm, là nhóm dẫn dắt bởi vì thằng này thì nó dẫn dắt ở bữa giờ rồi. Nhưng mà cái điểm đánh giá rất là cao của thị trường ngày hôm nay á, là cái sự lan tỏa dòng tiền ngày hôm nay là rất là tốt. À, tức là sao? Tức là thị trường nó có 407 cổ phiếu tăng. À, tức là nhóm chứng là tăng mạnh nhất nhưng mà các cái nhóm khác thì nó cũng có những cái mức tăng tầm khoảng 1 đến 3%. Thì đây là một cái điểm cộng của cái phiên ngày hôm nay. Đó, trong rổ Vin30 thì tất cả các cái mã cổ phiếu đầu tăng rất là lâu rồi em mới thấy một cái phiên giao dịch mà có 30 cổ phiếu Vin30 đều tăng hết hả chị Ok ha. À. thì em đánh giá là cái phiên ngày hôm nay là cái phiên giao rất là tốt. À, thì trong cái buổi video ngày hôm qua thì em cái đã chia sẻ với anh chị rất là kỹ rồi. Anh chị nào xem livestream cũng như anh chị nào ở trong room khách hàng chị biết. Thì em có phân tích với anh chị rất là kỹ Vì cái phiên ngày hôm qua rồi. Cái phiên ngày hôm qua chỉ là một cái phiên điều chỉnh bình thường. Nó chỉ có đâu đó là cái thanh khoản của nó hơi lớn thôi. Nhưng mà hôm bữa thì rất là ngày hôm qua thì em có phân tích với anh chị á, ngày hôm qua thì chúng nó giảm. Nhưng mà nhiều anh nhiều chị hỏi em ơi, cái cây ngày hôm ngày hôm qua nó giống cái cây ngày 18 tháng 8 đó em anh chị nào có theo dõi cái cây, cây ngày 18 tháng 8 đó, là toàn thị trường nha là nó sẽ có 420 cổ phiếu nó giảm sàn nhưng mà ngày hôm qua toàn thị trường nó chỉ có 10 cổ phiếu giảm sàn thôi đó là điểm đầu tiên cái thứ hai đó, là khi mà anh chị nhận ra được cái vấn đề về rủi ro của một thị trường đó, là anh chị phải nhìn cái thằng lít anh chị hình dung không bởi vì sao bởi vì thằng lít nó sẽ quyết định được là thị trường nó còn tốt hay là không đó thì anh chị nhìn ngày hôm qua nè dòng chứng khoán thậm chí là trước cái phiên ATC nó còn tăng ví dụ ngày hôm qua AGR nó còn tăng đang vậy hoặc là những cái mã cổ phiếu như VCA ngày qua trước phiên ATC, e, vẫn còn tăng là gần 2% hoặc là những cái mã cổ phiếu như HCM SA ngày qua trước cái phiên ATC nha chị tầm khoảng là 2 giờ 20 2 giờ 25 á nó vẫn còn xanh tức là thật ra thì cái bản chất của những cái mã cổ phiếu chứng khoán ngày qua là nó đã chạy rồi chứ không phải là ngày hôm nay đâu nhưng mà bởi vì cái áp lực của những cái mã cổ phiếu bóng sản và một số những cái mã cổ phiếu ngân hàng nên là mới bị, mới bị bán ngược thôi tức là họ nãy em có nói với anh chị là đang đang nói dở một ý là những cái cổ phiếu leader nghĩa là sao khi mà thị trường mà nó giảm á, thì anh chị phải nhìn được những cái mã cổ phiếu leader á nó có bị biến động mạnh à, hay là không bởi vì em có nói cái gì là thị trường chung á mà thằng lít mà nó chết thì các cái thằng khác nó có thể chết hoặc là không nhưng mà thị trường chung mà thằng lít mà nó còn sống á à, xin, lỗi chị máy thằng tức là thị trường chung mà thằng lít mà nó còn ok á thì những thằng khác nó có thể gãy hoặc là không đó nhưng mà thị trường chung mà thằng lít mà nó gãy á thì các thằng khác nó không có sống được đó thì ngày qua có nói gì là cái nhóm chứng khoán nó vẫn là rất là khỏe đây này ví dụ như trong cái buổi chiều ngày qua đó, anh chị nào ở trong lớp khách hàng thì em không bữa giờ nói chung là em định hướng với mọi người rất là tức là em em có định hướng với anh chị rất là kỹ bởi vì em đánh giá là để anh chị nắm giữ được một cái nhóm anh mà nó giảng lít đời nó phải trải qua rất là nhiều những cái cung bậc cảm xúc này ví dụ như là trong cái buổi chiều ngàn qua trong cái buổi chiều ngàn qua khi mà thị trường nó giảm á, em nói em nói là đây là lúc ngàn qua khi mà thị trường nó giảm nha vậy, chứ không phải là lúc buổi nay tăng mới nói đâu thì em có nói chỉ là một là thị trường nó có rủi ro hay không tức là sao tức là khi mà nhìn thị trường á, mình phải nhìn được hai góc nhìn thứ một là thị trường trung hai là cổ phiếu lít đỏ thì ngày hôm qua anh có phân tích với anh chị là đây nhiều anh chị hỏi vấn đề về thị trường và cổ phiếu thì nó sẽ có hai cái vấn đề như thế này một á, là thị trường chung nó có rủi ro là không thì hiện tại là chưa em nói thẳng luôn ngày hôm qua đây điều chỉnh như thế này là hết sức bình thường thì cái khối lượng lớn á, thì thị trường nó sẽ dần co lâu hơn thôi chứ thị trường nó chưa rủi ro cái thứ hai là gì cái thứ hai là ngành là anh chị phải nhìn á, là cái ngành đó nó có phải là những cái cổ phiếu đỉnh đợi là không ví dụ như là những ngày hôm qua anh chị thấy là những cái mã cổ phiếu chứng khoán hay là bán lẻ đặc biệt là những cái mà cổ phiếu chứng khoán là như thế này là ví dụ nhóm chứng khoán gói lẻ thì anh chị thấy là nó không có xin nhê bởi vì cái bản chất nó là nhóm lít đó thì em có nói chị này đó ví dụ ngày hôm qua em có nói giờ là ví dụ tài khoản của em ngày hôm nay tăng em nói là ngày hôm qua nha đó ngày hôm nay nó còn tăng tức là em không biết là thị trường nó chỉnh luôn bởi vì sao bởi vì bản chất là những cái cổ phiếu lít nằm nó không có chết gì anh chị ví dụ anh chị để cái kỹ cái cây này nha cái cây này á, là những cái mà cổ phiếu chứng khoán này là thị trường nó sàn rất là nhiều nó sàn hết nhưng mà anh chị ngàn quan chị thấy là cái trên thị trường nó có đâu nhiều cái cổ phiếu nó giảm sàn đâu lắc đắt vài con à mà những cái mã cổ phiếu chứng khoán thậm chí là cũng tăng, tức là những cái con nick nó còn tăng thì anh chị yên tâm anh chị nắm giữ, không có vấn đề gì hết. Đó, và trong cái buổi tối ngày hôm qua, đó trong cái buổi tối ngày hôm qua lúc mà tầm khoảng 9 rưỡi, à 21 giờ 20 hôm qua này thì em cũng có em cũng khá nói lại bởi vì em thấy là có rất nhiều anh chị, anh chị anh chị anh chị hay bị sợ. Tức là không phải là anh chị không dám nắm giữ và không phải là chị có vị thế không tốt đâu, mà anh chị chưa trải qua những cái nhịp mà thị trường nó biến động. À, còn em thì em trải qua rồi em cảm giác rất là nhẹ nhàng nhưng mà nhiều lúc anh chị chưa trải qua đó. thì ngày hôm qua thì em định hướng với anh chị rất là nhiều đó là hôm nay thị trường rung rất mạnh nhưng mà tức là nó không phải tốt nhưng mà để rủi ro thì chưa có tới đó đạt đã nhìn qua toàn bộ thị trường thì thấy thị trường vẫn còn ổn thứ nhất đó, là những cái cổ phiếu dạng leader trên khỏe và tính đồng thuận cao là chứng khoán bán lẻ đó thì cái tuổi lít nó vẫn còn mạnh thì thị trường nó vẫn còn thoải mái đó, cái thứ hai là gì? Là những cái nhấn mạnh khác ngày hôm nay gãy nhưng mà đa phần về hỗ trợ rồi là sẽ có câu vào. Nên ngày mai thị trường nó sẽ có một cái nhịp phục hồi. À, anh chị ha, đó, đó, thì em có nói với chị đây. Đó, thì trong cái buổi tối ngày qua thì em cũng có nói với chị một cái điểm. Đây là cái kinh nghiệm của nhân quen nha. Tức là đây là cái kinh nghiệm cá nhân quen. Thì trong buổi chiều ngày, tức là trong buổi tối ngày qua thì em đây là một cái kinh nghiệm cá nhân. Em chia sẻ luôn. Đó, anh chị nào mà hay theo dõi em thì anh chị biết cái kinh nghiệm này nhưng mà anh chị nào mà vừa mới xem kênh của em á. thì cái đây là một cũng là một cái kinh nghiệm mà anh chị cũng có thể theo dõi nha ok đầu tiên á là anh có nói với anh chị là có hai mẹo để biết được là thị trường ngày mai ngày mai tức là ngày hôm nay nè bởi vì cái tin này em viết buổi tối ngày hôm qua là thị trường nó có dễ phục hồi buổi chiều hay là không cái đầu tiên á là thanh khoản cái thanh khoản nó lắm mới là một cái điểm quan trọng em thấy là nhiều anh chị hay nhìn về cái mặt điểm số à em ơi thị trường nó có về mức mức này không em em ơi thị trường nó hồi như này có gì ok không em nhưng mà anh chị anh chị rất là anh chị nhìn về cái điểm số nhưng em á, khi mà em nhìn nha cái cái đầu tiên em sẽ nhìn là cái mặt về thanh khoản đó, thì nếu mà buổi sáng mà thanh khoản không cao đó, thì buổi chiều nó sẽ dễ hồi đó cái thứ hai mới là cái hay cái thứ hai mới là cái đặc biệt này là gì là hai là các cái mã cổ phiếu chứng khoán đã đỡ nổ ngày hôm nay nhưng mà bị, bán ngược tức là những cái cổ phiếu chứng khoán nổ ngày hôm qua đó. đây nè ví dụ như bị bán ngược ví dụ như này agro nổ ngày hôm qua bị bán ngược vci nổ ngày hôm qua bị bán ngược bsi nổ bị bán ngược cts nổ bị bán ngược thì sao thì nếu mà những cái mã cổ phiếu bị bán ngược như là Agro, CTS, á mà nếu mà sáng mai mà thấy một trong bốn con này mà nó tăng từ buổi sáng và giữ giá ở cái mức giá cao thì buổi chiều chắc chắn nó sẽ cao tiếp. Em dùng từ chắc chắn luôn. Anh chị không? Thì em hay gọi là cái nổ là nổ gì? Em hay gọi là nổ bù. À, anh chị không? Đó, anh chị nào hay xem kênh thì những cái cây này em tức là nó nổ bù được này, tức là nó nổ lên và nó sẽ có một cây ghép lại với nó. Thì hai cây này sẽ ghép lại với nhau, tức là hai cây này nó sẽ là một cái cây, cây nổ. Em gọi là nổ bù. Đó, thì nếu mà những cái mã cổ phiếu này giữ giá cái mức giá cao thì nó sẽ nó sẽ chắc chắn nó sẽ kéo tiếp. Mà kéo tiếp thì nó sẽ gây hiệu ứng dọc Đó, mà dòng chứng khoán kéo được thì chiều thị trường nó sẽ hồi theo. Đó thì trong buổi tối ngày hôm qua thì em có định hình vấn vậy. Đó và trong cái buổi sáng ngày hôm nay, đây này. Đâu rồi? Trong cái buổi sáng ngày hôm nay lúc tầm khoảng là 10 giờ. 10 giờ sáng thì em có cập nhật lại là thị trường sáng nay không có bán tháo. Thanh khoản trung bình thấp. Điều này là rất tốt. Và điểm quan trọng hơn hết là gì là VCI CTS AR, hiện tại đang kéo bù và dự giá rất cao anh chị nào để cởi nha đây là đây là em chia sẻ kinh nghiệm cá nhân với em thì trong buổi sáng em nhìn em nhìn cái phần này nè em nhìn cái phần này nè thì buổi sáng nó vẫn rất nhiều những cái cổ phiếu nó đỏ nha chị nhưng mà lê ló nha chị là CTS anh nếu anh chị để cởi nha CTS buổi sáng này đã tăng là bốn năm phần trăm rồi sau đó đến lượt là BSI rồi sau đó một số những cái mã cổ phiếu như VCI đó thì em đã là buổi sáng em thấy là có những cái cổ phiếu là VCI CTS với AGR với AGR này thì là đã kéo bù tức là tầm khoảng là chín giờ sáng nó đã, đã kéo bù tầm khoảng là ba bốn phần trăm rồi thì em nói là rồi xong à là những cái cổ phiếu này chấp nhận nó dịu giá tức là nó chấp nhận là nó nổ bù thì em có nói chỉ là với vận động này thì chiều 99 phần trăm nó sẽ hồi anh chị hình dung không đó và em nói với chị là chiều hôm nay mà thị trường hồi á là những chứng khoán nó sẽ bay tiếp đó và kết quả là gì kết quả là những chứng khoán nó tím hết này à, chị không à, tím tím hết đó, nói chung là tiêm riệm. À, ok. Đó, tức là em phân tích lại. À, tức là em phân tích lại với một người á, để chị biết được là à, khi mà anh chị thấy thị trường thì nó phản ứng. Tức là đây là cái kinh nghiệm muốn chia sẻ với anh chị. Mà trong cái buổi ngày qua thì cũng đã định hướng anh chị rất là kỹ rồi. thêm thì cũng, em cũng muốn chia sẻ lại. Đó, bởi vì em thấy là có nhiều anh chị anh chị hay bị lúng túng. thì khi mà anh chị bị lúng túng và chị bị tâm lý là anh chị hay phản ứng theo cảm xúc thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Ok. Đó thì trong buổi chiều ngày hôm nay thì em có nói anh chị là rum mình nè, chứng khoán mạnh mẽ nè, mình vững vàng dòng chứng từ dưới lên. À, chọn đúng dòng đã khó mà giữ được cái cổ phiếu nó còn khó hơn tức là cái câu này có nghĩa là gì có phải là hồi hồi xưa giờ khi mà chị đánh những cái mã cổ phiếu nắm giữ á đôi lúc anh chị mua vẫn đúng điểm đôi lúc anh chị mua vẫn có lợi anh và anh chị chọn đúng cổ phiếu à, nhưng mà năm năm mươi phần chị bán ra đó hoặc là ví dụ như hôm bữa có nói gì này à, ví dụ như là có những cái đội ví dụ có những cái room đây à, bắt đáy dưới này mà lên thấy visa nó gặp cạn bốn bốn là bán bán ra rồi thì anh có nói gì là đôi lúc những người người ta bắt đáy người lên người chị bán không bằng một người người ta mua ở chỗ này mà người ta biết cái tâm nhìn nó ở đâu anh chị thấy đúng không đó tức là mua là khó rồi mà gì mà nắm giữ được cái cổ phiếu nó còn khó hơn. thì với vận động này thì chính thức dòng chứng khoán nó sẽ không còn đi mua nào nữa à, và nắm giữ cho đợt nó rút đã ví dụ như trong buổi ngàn qua thì những chị nào vào trễ nha trong buổi trong buổi ngàn qua thì những chị nào vào trễ đây trong cái buổi ngàn qua nữa nha đó là em có cho em mua là AR này, SI, HCM, VND, bốn ngàn qua vẫn mua, đây bốn ngàn qua có nói với chị là mua phải quyết liệt, đây này nay rung lắc cả nhà chưa có nhóm chứng khoán hay chưa đủ tỷ trọng thì phải canh mua phải canh mua ngay buổi chiều rung lắc vẫn bình thường đó mua là phải quyết liệt vậy. đó và trong cái buổi sáng ngày hôm nay thì tức là buổi ngày hôm qua thì Agro với lại thằng thằng visa nổ rồi và trong buổi sáng ngày hôm nay thì chỉ còn là chứng khoán chỉ còn bao nhiêu chỉ còn sa với là vnd đó, chứng khoán ngày hôm nay canh mua thì chỉ có sa với là vnd thôi đó và em nhắc đi nhắc lại với anh chị rất là nhiều mà còn sau cái phiên ngày hôm nay mà chị hỏi mua làm chịu nha anh chị sau ngày hôm nay chị hỏi mua là thôi À nói chung là em đã chia sẻ với anh chị rất là kỹ mà thì hồi nãy giờ mình phân tích lại với anh chị để anh chị biết được cái điểm gì tức là sau này á tức là sau này á khi mà chị đã xác nhận được là thị trường nó cái đen á cái điểm đầu tiên là gì là anh chị xem được á là thị trường nó biến động như thế nào và cái quan trọng nhất là gì thì là cái thằng lít là thằng nào thì anh chị chỉ cần theo dõi thằng lít là anh chị sẽ biết được thị trường nó ổn hay là không đó thì cũng xin chúc mừng tất cả các anh chị nhà đầu tư đã nắm giữ rất là chặt những cái mã cổ phiếu chứng khoán và anh chị lưu nha anh chị nào bán những cái mã cổ phiếu chứng khoán á anh chị phải bán cuối cùng nha anh chị phải bán nói chung là bán thằng nào thì bán anh chị phải bán cuối cùng còn ví dụ anh chị nào đã bán những cái mà cổ phiếu chứng khoán rồi nha thì anh chị nên rút tiền anh chị đi đi đi, đi gửi tiết kiệm này hoặc là chị mua miếng đất này đi. chứ anh chị nào ở trong chứng khoán mà anh chị mua cái nhóm này khác nha là nó lỗ vậy à? <laughs> ok rồi thì với thị trường sau cái phiên ngày hôm nay á thì hôm bữa thì em có nói với anh chị rồi là thị trường nó còn quanh ở quanh ở cái vùng đỉnh cũ nói chung là em không biết là thị trường sau tức là ví dụ ngày mai 21 ngày là như thế nào nha nhưng mà thị trường nó vẫn ở quanh đỉnh cũ mà thị trường nó quanh ở đỉnh cổ thì nó sẽ nó, nó sẽ tiêm tàng cái gì vậy? nó sẽ tiêm tàng một cái nhịp chạy ở phía sau anh chị hình dung không? bởi vì sao bởi vì tất cả các cái nhịp mà thị trường nó chạy nó rút nó muốn tạo đỉnh hay là gì á nó phải chạy cách xa cái vùng mà ở cái nhịp đỉnh trước ví dụ cái nhịp đỉnh trước của thị trường là quanh một hai bốn năm thị trường nó cũng sập hay là muốn mì nào mà. thì phải chạy xa một cái này một đoạn còn nó xa bao nhiêu thì từ từ mình tính tiếp nha đó hay ví dụ như này đây em ví dụ thị trường nó như này ví dụ nó có sập như này nó có một cái đợt sập ào ào như này thì anh chỉ có nghĩ đi là thị trường nó có về vùng này nó nó, nó gãy nghe không? nó phải chạy xa lên này hay là như này ví dụ thị trường nó sập như này thị trường nó sập nha nó về anh chị nghĩ là nó cứ sập nghe không làm gì có mà nó phải chạy xa cái đỉnh này, nè. nó phải chạy một đoạn một đoạn lên còn đoạn sau nó dài hay là ít từ từ mình đến tiếp nha đó, hay là ví dụ nó sập như này đây nó sập như này hoặc là nó gãy như này đây thì anh chị có nghĩ là thị trường nó về cái vùng đỉnh cũ là nó gãy ngay không làm gì có mà nó phải chạy xa một đoạn tức là gì tức là một thị trường mới gọi là nó chạy nó rút á thì sao thì nó phải chạy cách xa cái vùng đỉnh cũ của một cái nhịp điều chỉnh trước chứ không có thị trường nào mà nó về đỉnh cũ mà nó mà nó gãy đâu bởi vì sao bởi vì thị trường nó về đỉnh cũ á là anh chị biết là là nhà đầu tư người ta còn sợ tức là sao tức là hôm bữa giờ anh chị nghe là ờ à, anh gì ơi thị trường nó về một nghìn rồi anh chị hạ tỷ trọng bớt đi anh chị thị trường nó về một nghìn rồi anh chị chốt bớt đi anh chị bởi vì sao bởi vì người ta neo cái mốc này là cái mốc kháng cự này thì anh chị lưu ý là một cái vùng đỉnh của thị trường á là khi nhà đầu tư hưng phấn hay là sợ hãi anh chị là khi người ta sợ hãi chứ à, xin lỗi anh chị khi người ta hưng phấn chứ Chứ ví dụ như là một cái vùng mà, uh, broker các kiểu là hô chốt lời các kiểu thì làm sao mà nó tạo đỉnh được? Và mà nói cái gì là sau này khi mà thị trường nó vào vùng đỉnh nha, à? nó vào vùng đỉnh á là gì? Là thị trường mạnh em ơi. Thị trường tốt quá đặc ơi. Ừ, thị trường nó đẹp quá em ơi. Thị trường là chỉ phải bơm thêm tiền, chỉ phải đánh margin là lúc đó là thị trường nó mới gây. Là nó mới mạnh. Có những gì thế, ờ à, thị trường lúc này nó còn rủ ra em ơi, thị trường phải bán thôi em. thị trường nó kháng cự là yên tâm. Đó. tức là sao? Tức là nhiều lúc là cái vùng đỉnh đó, là một cái vùng mà không ai nghĩ là thị trường nó sập á, là nó sập. Còn một cái vùng mà cứ thấy anh chị thấy có chim lợn là hô sập các kiểu cứ kháng cự rồi hạ thì trọng các kiểu là chị vô tư chị <laughs> nắp. ok. Đó. đó. thì đó là cái góc nhìn của em rằng sắp tới. Tức là nếu mà thị trường nó có muốn biến động nha, không biết là thị trường nó sẽ biến động qua cái vùng này như nào. Nhưng mà để mà thị trường nó rủ ro đó thì anh chị cứ nắm tinh thần tinh thằng sẵn đi. Là nó phải chạy khách xa cái vùng này một đoạn. Còn sau này thị trường nó như nào thì em sẽ phân tích với anh chị sau. Đó, em đang kỳ vọng thị trường nó sẽ có một cái đoạn phía sau nữa nó ít thì tầm khoảng về ngàn ba còn xa hơn có thể là về ngàn ba năm mươi hoặc ngàn tư nói chung em không có đo, không, em không có đón điểm số còn đoạn sau thì thị trường nó chạy nó rút hoặc là nó có những tuần phân phối nào thì em sẽ cập nhật với chị sau đó nên là anh chị nào đang nắm những cái mã cổ phiếu đặc biệt là những cái mã cổ phiếu dòng chứng khoán mà muốn em định hướng có những cái điểm bán những cái điểm bán chuẩn xác về cái vùng cái vùng mà biến động của thị trường nó tới thì chị cứ tham gia room cái này thì em sẽ định hướng anh chị là khi nào mình cái thứ nhất là vấn đề về thời điểm tức là khi nào mình sẽ bán những cái mã cổ phiếu thu nhận với leader và khi nào thì chúng nó rủ ra cái thứ hai là gì? cái thứ hai là anh chị sẽ biết những cái điểm bán của các cái mã cổ phiếu thì anh chị cứ tham gia luôn cái hàng này đó nói chung là nhiều lúc anh chị đôi lúc vấn đề mua là một phần mà anh chị phải bán sao cho nó đúng à, ví dụ như anh chị anh nhiều anh chị nói ờ à, mà bây giờ mà ví dụ như là bây giờ là à, bây giờ không có mua được nữa nhưng mà chị lúc là anh chị cầm hàng á nó đã là một cái nó đã là một cái điểm rất là tốt rồi anh chị không cần mua bán nhiều mà chỉ cầm ở cái mà cổ phiếu anh chị đúng là bây giờ anh chị cầm các cái mà cổ phiếu mà nó chạy một nhiều thôi nhiều những cái mà cổ phiếu nó chỉ nó nó lãi ba mươi đến năm mươi chỉ trong vòng tầm khoảng hai tuần anh chị cứ cầm thử xem sắp tới mà thị trường mà nó chạy nó rút nha nhiều anh chị cầm những cái mà cổ phiếu chứng khoán á. nó có thể lãi từ ba mươi đến năm phần trăm trong khoảng hai tuần thôi anh chị nào đã trải qua những cái nhịp chạy nó rút của các cái mà cổ phiếu chị đều biết cái điều này rồi em không có nhiều đó nên là anh chị muốn bạn muốn biết những cái điểm bán những cái điểm thoát ra thì anh chị có tham gia luôn khách hàng của em đó ví dụ như ngày hôm qua giờ em trao với anh chị khách hàng nắm rất nắm giữ không có nói chung là không có bán cái cổ phiếu nào hết nắm giữ rất là chặt bởi vì sao bởi vì em biết là thị trường nó chu rủ ra bởi vì quanh vùng đỉnh cổ thì thị trường nó rủ ra như vậy hôm bữa trong cái video là đây hôm bữa trong cái video là tặng danh mục sang điểm đổ trong tuần tới đó. tức là video chủ nhật rồi em đã phân tích rất là vậy đó rồi đó nên là chị nói gì là cái tuần này sẽ là cái điểm mua cuối cùng và điểm mua chạm nha với những cái mã cổ phiếu dòng chứng khoán mã ví dụ agr này đó rồi gì bs à, xin lỗi chị vnd này hcm này shi này vci này hôm bữa bữa qua giờ trong cái nền là chị phải canh mua đi Trời ơi, như bây giờ nó nổ sao mua được nữa. Anh chị hiểu không? Tức là sao? Tức là mua trong nền và đợi nó nổ lên, cầm thôi. Đó thì bây giờ anh chị hỏi em mua thì thôi, hết điểm mua rồi. Ok, rồi, right. thì bây giờ thì đầu tiên á thì với vấn đề về thị trường á thì anh chị luôn là thị trường nó sẽ rủ ra. Khi nó chạy cách xa cái vùng đỉnh này. Còn sau này thị trường nào mà thị trường nó rủ ra thiệt á thì em sẽ phân tích với anh chị sau. Nhưng mà anh chị cứ yên tâm, bởi vì anh chị nói thị trường mà nó chạy nha, nó không phải là nó sập. Nó phải có những cái dấu hiệu. Nó phải có những cái điểm gì đó. Thì trường nó sập đúng chứ không phải là thị trường nó mà nó chạy bình thường nó không sập anh chị đó nếu là anh chị cứ đợi một thời điểm đó nó chạy thì sau này em sẽ cập nhật với anh chị nó sẽ có một số các dấu hiệu thì các cái dấu hiệu đó thì em sẽ cập nhật cho anh chị những chị trong room khách hàng trước rồi sau này trên video thì em sẽ hướng dẫn mọi chị sau nên là anh chị muốn muốn vào sớm em sẽ cập nhật sớm thì anh chị cứ đăng ký vào đơn khách hàng quen ok rồi right. thì đầu tiên là với vấn đề về thị trường anh chị yên tâm là thị trường nó sẽ nó sẽ chậm quanh vùng này nó sẽ vượt đỉnh bởi vì những bạn nói anh chị là cái nhóm chứng khoán rất nhiều những cái mã cổ phiếu nó đã vượt đỉnh rất là xa rồi ví dụ agr này hoặc là những cái mã cổ phiếu nó giảm chậm nha vci là nó giảm chậm mà mà anh chị thấy vượt đỉnh rất là xa rồi hoặc là ví dụ như là V nào đây dạng chạm chậm á hoặc là những cái mặt cổ phiếu SA SI là những cái mặt cổ phiếu dạng chậm chậm á chứ. nhưng mà đạt vượt đỉnh rất là xa thì thị trường nó muốn gãy á thì nó cũng nó phải nó phải cắt cái vùng đỉnh này ok đó là điểm đầu tiên rồi cái thứ hai á là em nói với chị là nhiều chị hỏi là anh em ơi ví dụ như là khi nào mình sẽ bán những cái mặt cổ phiếu chứng khoán nha thì em sẽ đầu ngày hôm nay thì em sẽ không nói vấn đề về điểm bán nha ngày hôm nay em hôm nay, em chỉ nói vấn đề về thời điểm tức là mình dùng từ khi nè thì như là nếu anh chị muốn cân nhắc bán những cái mặt cổ phiếu dòng chứng khoán đó, thì ít nhất nha anh chỉ phải để cho thị trường nó chạy cách cái vùng đỉnh này từ hai tuần đổ lên bởi vì sao bởi vì những cái nhịp nước rút của thị trường á thường như vậy thường á từ cái vùng nhịp đường nhanh nước nó phải chạy nhất từ hai tuần hai tuần lên tức là ví dụ như ngày mai mà nó vượt đỉnh này thì ví dụ bên bữa là ngày 12 thì ít nhất là tầm khoảng là tháng 10 sang tháng 10 đến đầu giữa tháng 10 thì chị con nhắn gì theo dõi em nói về thời điểm còn về điểm bán hoặc là những cái dấu hiệu mà rõ ràng hơn á thì em sẽ cập nhật với chị sau đó tức là anh chị phải cho thị trường nó chạy nước rút Ok, rồi right. thì trong cái video ngày hôm nay này thì em sẽ phân tích với anh chị luôn một cái điểm là em nhiều gì rất là hỏi em là em ơi, sao thằng à sao thằng FCS và là thằng BSI mà nó nó mạnh với em? Hoặc là sao những cái mã cổ phiếu như CTS hoặc là AGR cái lực đánh nó mạnh với em, hoặc là những cái mã cổ phiếu như VND, HCM nó chậm với em. À, tức là nhiều giờ hỏi em ơi, sao cái lực của thằng HCM, thằng SSI, thằng VND, thằng Visa cái nhịp này nó lại chậm, nó lại chậm hơn những cái mã cổ phiếu kia, nó phải lại chậm hơn những cái mã cổ phiếu như VIX hoặc là FTS hoặc là những cái mã cổ phiếu như BSI. Thì anh chị lúc này, đầu tiên là anh chị lúc là À, cái dòng chứng khoán nó có nó có một cái con chạy nó rút trước đó là thằng vít thằng vít là nó chạy nó rút thời điểm này anh chị thằng vít là nó chạy nó rút trước một nhịp anh chị nào hay xem video anh chị biết dòng chứng khoán lúc nào mà nó chạy nó rút nó cũng sẽ có một cái thằng nó chạy trước một nhịp thì thằng vít nó chạy nó rút từ giai đoạn tầm khoảng đầu tháng 7 rồi đó thì nhịp rồi thì đến tiếp theo những cái mặt cổ phiếu dòng gì à, những cái mặt cổ phiếu là thằng fcs là nó chạy này hiện tại cái phơm này cũng fcs là cái phơm rút rồi phơm này là firm rút nha mọi người hoặc là đang có một số những cái mặt cổ phiếu này ở bsi với lại em thấy là nó đứng như là rút rồi à Thì nhiều chị hỏi lại em ơi, những cái mã cổ phiếu như SI hay HCM hoặc là VND nó có chậm không em? Hay là sao? Hay là nó có lên không em? Đó. thì em sẽ giải thích luôn với anh chị nè. Là đầu tiên á, là anh chị là những cái mã cổ phiếu khi mà nó chạy nó rút thì nó sẽ có một cái nó sẽ có một cái quy trình của nó. Đó. Đó. anh chị đợi một xíu ha. Ok. Đó. tức là nhiều hiện tại thì anh chị thấy nhiều những cái cổ phiếu nó chậm đúng không? Nhưng mà những cái cổ phiếu khi mà nó chạy nó rút thì nó sẽ lên theo thứ tự. Đầu tiên á, là những cái mã cổ phiếu dạng vừa dạng vừa là như nào? dạng vừa tức là những cái cổ phiếu mà dạng là cái vốn hóa nó, nó, vừa một chút xíu ví dụ như là gì FCS, BDI, EGRC thì những cái mặt cổ phiếu này cái lực mà chạy nó rút của nó nó sẽ chạy trước và cái lực của nó nó có thể là nó sẽ mạnh hơn tức là nhưng mà về cái thời điểm thì những cái mặt cổ phiếu này nó sẽ lên trước đó cái thứ hai là những cái mặt cổ phiếu lớn nó sẽ lên sau ví dụ như là VND, SRI, HVCI, HCM, HX. lên sau ở đây không phải là cái mã cổ phiếu nó không tăng nhưng mà gọi cái lực và những cái dấu hiệu và những cái đà tăng gọi là cái xung lực chạy nhịp à, gọi là cái lực đánh mà nó liên tục liên tục á thì nó sẽ lên sau bởi vì sao bởi vì cái tù này nó phải chạy chung với cái sự vượt đỉnh của thị trường bởi vì như là những cái cổ phiếu lớn của một dòng á một cái dòng leader như vậy thì nó phải thường mà nó muốn chạy mạnh đó nha thì nó phải chạy chung pha với thị trường chung tức là cái yếu tố của thị trường đóng vai trò rất là quan trọng để để những cái cổ phiếu nó lên được mạnh tức là ví dụ như anh, chị lúc này ví dụ như là sắp tới nha mà thị trường chỉ cần này mà nó vượt được cái đỉnh này mà nó vượt được cái đỉnh này thôi mà nó chạy lên một đoạn một đoạn phải không này là những cái cổ phiếu lớn nó sẽ chạy rất là mạnh bởi vì sao bởi vì những cái cổ phiếu lớn nó phải chạy nó phải cần cái sự cái sự ủng hộ tiền chung bởi vì sao bởi vì cái vốn hóa nó lớn vậy? mà vốn hóa nó lớn thì sao thì cái cái lực đẩy nó phải nhiều tức là cái cái, cái lượng tiền giao dịch nó phải nhiều và cái lực cầu cho dù là nhà đầu tư tổ chức hay là cho dù nhà đầu tư cá nhân mà nó phô mô á bởi vì sao bởi vì nhà đầu tư mà nó vượt đỉnh thì nó mới phô mô thì những thằng này mà nó, nó muốn kéo cái sự phô mô lên thì sao thì nó phải được ủng hộ bởi thị trường bởi vì thị trường lên thì nhà tôi muốn mua mà nhà tôi muốn mua thì nó mới dễ kéo được những cái mặt cổ phiếu này Đó, nên là những cái cổ phiếu lớn á, thì nó phải có cái sự đồng bộ thị trường nên là những cái cổ phiếu này chị anh chị đừng có chơi nó chậm đừng có chơi nó chậm gì mà nó sẽ từ từ lên tức là nó phải cần cái sự ủng hộ tiền trường và cái những cái cổ phiếu tốt cuối nó sẽ là những cái cổ phiếu nó nhỏ tức là những cái mặt cổ phiếu dạng penny với những cái mặt cổ phiếu như sbs này hoặc ví dụ như TCI hoặc là những cái cổ phiếu dạng như VEG nó sẽ chạy cuối cùng những cái mã cổ phiếu nhỏ 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 vậy thì nó sẽ chạy sau cùng những cái mã cổ phiếu penny của một dòng á nó sẽ chạy sau cùng đó thì đó là cái thứ tự để sắp tới anh chị chuẩn bị tâm lý à, tức là anh chị chuẩn bị tâm lý là ờ à, cái mã cổ phiếu mình khi nào nó có thể chạy đó thì anh chị nắm tâm lý là anh chị sẽ, sẽ, thoải mái chứ anh chị đừng có so sánh bởi vì em thấy là có nhiều anh chị hay so sánh em ơi anh nói, đạt ơi sau cái mã cổ phiếu này FCS nó chạy nhưng nhanh hơn nãy ra em <laughs> đó, tức là anh hay anh chị hay bị sốt đột á nhưng mà anh chị cứ cầm từ từ lên nè đừng có sốc đột vậy đầu tư là nó phải nhẹ nhàng xíu nó phải nhàn rỗi xíu anh chị đừng lo quá cái việc mà anh chị đã chọn đúng dòng mà anh chị không rớt hàng mà anh chị nắm được cái mã cổ phiếu nó đã là cái nó đã là một cái bước tiến của anh chị trong cái quá trình đầu tư rồi nó ví dụ anh chị thấy ví dụ như hồi trước giờ anh chị không xem video của em là ví dụ như cái mã cổ phiếu nó rung như là anh chị bán ra rồi chứ mà bây giờ anh chị còn cầm đâu nhưng mà cái việc mà sau cái ngày hôm nay mà chị vẫn còn giữ được cổ phiếu nó đã là một cái bước tiến rồi đó nên anh chị cũng đừng có so sánh cái mã cổ phiếu của mình với những cái mã cổ phiếu khác từ từ nó sẽ lên rồi em trả luôn trả lời luôn một cái câu hỏi thứ hai là nhiều người hỏi là em ơi ví dụ như sau này thì ví dụ thằng FZ nó đang chạy à, vì thằng FZ nó đang chạy nó rút thì mình có nên đảo thằng FZ sang thằng SHS không em có nên đảo những cái mặt cổ phiếu những cái mặt cổ phiếu này, này sang này không em đó rồi nhiều người hỏi là em ơi ví dụ như sau này mang này á mà nó chạy á có nên đảo này sang những cái mặt cổ phiếu nhỏ không em thì với góc nhìn của em là không nha tức là anh tức là anh chị đánh cuốn chiếu trong một cái dòng leader luôn đó thì với em là không bởi vì với em á cái điểm mà em 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 quan trọng nhất đó là về cái vị thế tức là tức là cái vị thế mà nó phải tốt bởi vì cái vị thế mà phải tốt á, thì sau này ở cái vùng đỉnh của thị trường mình xử lý nó mới nhanh đó nên là nhiều người hỏi là ví dụ như đánh này xong lúc lúc, xong sau đánh chuyển sang này rồi đánh này xong chuyển sang này thì nó có nên hay không thì với em em không nhưng mà nói với anh chị luôn là tức là sắp tới thì các cái mặt cổ phiếu nó sẽ chạy cái phương của nó như vậy à, tức là lên thì nó vẫn lên nha tức là lên thì nó vẫn lên đều nhưng mà gọi cái lực đánh gọi là cái nhịp đánh chính của một cái nhịp đánh rút, rút thì nó sẽ tương nó sẽ có trình tự như này ok thì chia sẻ với anh chị như vậy Nà, ok thì đã em nói kỹ với cái dòng chứng khoán một chút xíu bởi vì đây là một cái dòng cái room em đánh chủ đạo trong cái nhịp này đánh chủ đạo từ giờ tầm khoảng tháng 3 tháng 4 đến bây giờ và trong cái nhịp này em đang mua với chị những cái mà cổ phiếu chứng khoán rất là nhiều đó và em tự tin với mọi người là em là một người em định hướng những cái mà cổ phiếu chứng khoán đầu tiên và quan trọng là gì quan trọng là không bán cái cổ phiếu này cái đó mới là một cái điểm quan trọng chứ không phải là anh chị bán những cái mà cổ phiếu năm bảy phần trăm chị bán là anh chị làm sao anh chị, anh, anh chị, ăn được anh chị ăn được lớn được anh chị hiểu nhau, ok đó thì em nói kỹ với những cái mà cổ phiếu dòng chứng khoán tức là nói chung á đầu tiên anh chị chỉ nhớ là những cái mã cổ phiếu dòng chứng khoán nào muốn gãy á, hay là thị trường nó có muốn biến động nha tức là thị trường chung và những cái mã cổ phiếu dòng chứng khoán luôn hoặc là thì nó có biến động á, thì nó phải chặt chạy, chạy cách xa cái vùng đỉnh cổ này là ở cái vùng 1250 hay đúng không nó phải cách xa một đoạn à, thì sau này khi mà thị trường lên trên này thì em sẽ nói với chị sau rồi đó thì đó là cái góc nhìn về thị trường cũng là các cái, cái mã cổ phiếu rồi thì em đánh giá với chị là cái nhịp sắp tới nó sẽ là một cái một cái vùng nó rất là nhạy cảm nó sẽ rất là nhạy cảm á, nên là chị tập trung và chị theo dõi để chị có thể tối ưu những cái mức lợi nhuận tốt nhất nha đó, còn chị nào mà cứ phân vân chị thấy những cái hành nhiều một hai phiên rung lắc anh chị sợ hoặc là chị không biết bán như nào á thì cứ tham gia room khách hàng của em tham gia room khách hàng để em có thể là củng cố với anh chị đó, nói chung là trong room khách hàng thì em sẽ định hướng với anh chị rất là nhiều đó, ok rồi thì đó là vấn đề về thị trường chung à, cũng như là vấn đề về những cái mã cổ phiếu chứng khoán rồi à, tiếp theo thì em sẽ trả lời luôn một cái câu hỏi của anh chị luôn tiện đây thì em sẽ trả lời luôn thì nhiều hỏi này em ơi ví dụ như là dòng chứng khoán sắp tới nó chạy nó rút thì các cái mã cổ phiếu còn lại á nó có chạy nó rút hay không em đó là điểm đầu tiên cái thứ hai là những cái mã cổ phiếu còn lại nó có lên hay không đầu tiên nhiều giờ hỏi là em ví dụ như sắp tới mà thị trường lên thì những cái mã cổ phiếu như dầu khí ngân hàng rồi phân bón rồi bán lẻ rồi khu công nghiệp hoặc là thép nó có lên hay không thì câu trả lời là lên câu trả lời nó sẽ là lên như vậy nhưng nó có chạy nước rút hay không thì em không chắc cái tỷ lệ mà những cái mã cổ phiếu còn lại nó chạy nước rút thì là nó chỉ ba mươi tức là nếu mà có thì nghĩa là đâu đó vài cổ phiếu của một ngành đó tức là vài cổ phiếu của một ngành nhưng mà để mà cả ngành nó như vậy cả ngành mà nó chạy nước rút thì chắc chắn là không anh không tức là nếu mà có thì nó sẽ có vài cổ phiếu của một ngành nó chạy rút được anh không còn để mà cả ngành mà giống như ngành chứng khoán để mà chạy thì chắc chắn là không nhưng mà nó có lên hay không lên tức là tăng đi lên tăng đi ngang đi ngang đi tăng đi lên thì nó sẽ là có đó, nhưng mà cái cách nhưng mà nó chỉ là quan trọng là anh chị tối ưu ngành nào tức là anh chị nắm cái nhóm ngành nào để trong một cái khoảng thời gian anh chị lãi nhiều nhất thôi còn các cái nhóm khác thì nó vẫn sẽ đi lên đó, ok ha em à, nói với anh chị chung như vậy để để anh chị có thể mà có một cái góc nhìn và anh chị xử lý cái danh mục của mình nó tốt nhất Mà nhưng mà như ông nói chỉ là anh chị bán gì thì bán những cái mà cổ phiếu chứng khoán thì nó sẽ nó nó, nó những cái mặt cổ phiếu chứng khoán thì anh chị phải bán cuối cùng này à, thì hiện tại thì với những cái mặt cổ phiếu chứng khoán thì cơ, với với góc nhiều năm thì nó đã để hết điểm mua rồi nó đã hết điểm mua rồi thì anh chị có con nào thì anh chị cứ nắm đó vô như thằng EGR rồi cái EGR thì hôm bữa thì em có báo anh chị là quan cái vùng này nè thì EGR thì cái mục tiêu á tức là em nói cái mục tiêu chứ không phải là về vùng đó anh chị bán đâu nha tức là cái mục tiêu kỳ vọng của em thì nó sẽ về ít nhất tầm khoảng 22 em nói là ít nha tầm 22 còn nếu mà cái lực của nó mà nó tốt như thằng FCS đó thì em nghĩ là nó có thể về tầm khoảng 24 25 là bình thường bởi vì thằng FCS anh chị nhìn này thằng FGS nó chỉ tăng tâm nó chỉ cần tăng tầm khoảng là một cây nữa thôi một cây tức là tăng tâm tầm khoảng là 7 đến 10 phần trăm thôi thì là nó sẽ về quanh định cột quanh cái đỉnh thời đại liền còn thằng viết thì nó đã về rồi đó, nó đã về quanh cái vùng đỉnh thời đại rồi thì em đánh giá là sắp tới những cái mặt cổ phiếu chứng khoán nó sẽ về lại quanh cái vùng đỉnh thời đại hết thì em có ngắn này ngắn view nó sẽ quanh khoảng 22 còn dài hơn thì có thể quanh khoảng 24 25 em nói là ngắn em nói là như vậy chứ không phải là về đó chị bán nha. các cái điểm bán cũng là thị trường thì nó rồi ra thì em sẽ cảm nhận với chị sau còn cái vùng đó thì để là để là mình mình kỳ vọng thôi tức là để mình kỳ vọng về cái vùng đó thôi chứ mà là về cái vùng đó chị bạn ok đó là với AGR rồi tiếp theo là một số những cái mặt cổ phiếu như BSI BSI thì cái phong đánh nó cũng giống như FCS thì mình kỳ vọng nó sẽ về quanh đỉnh cũ nó quanh tầm khoảng 45 à, BSI này rồi tiếp theo là CTS này nó à, cũng tương tự thôi đó, về quanh đỉnh cũ vùng cái vùng kháng cự cũ là tầm giá tầm khoảng 34 36 tức là bây giờ chị thấy nè những cái cổ phiếu nhỏ nó sẽ lên trước này ví dụ BSI này nó về định cũ nó sẽ chuẩn lại hoặc là những cái cổ phiếu như CTS này nó về đỉnh cũ này nó sẽ chuẩn lại. lại hoặc là những cái cổ phiếu như FCS nó về đỉnh cũ nó sẽ chuẩn lại nó chuẩn nhưng mà nó không tăng đó thì khi mà trong quá trình nó chẩn lại nó tăng bởi vì những cái mã cổ phiếu cái lực nó đẩy trước rồi thì sau này khi mà những cái cổ phiếu nó chẩn lại nó tức là tức là nó không phải là ngày nào cũng tăng là ba ba năm sáu phần trăm bởi vì nó đẹp nó đẹp trực lực nó chạy rồi đó, nhưng mà nó sẽ chậm lại ví dụ có thể là tăng là một hai phần trăm những ngày mỗi ngày đó thì sau này khi mà những cái mặt cổ phiếu này nó sẽ về đỉnh cũ lại nó về đỉnh thời đại á thì nó sẽ cái tốc độ tăng nó sẽ chậm và nó sẽ nhiều đường cho những cái mặt cổ phiếu chứng khoán lớn ví hcm này cái nhịp này em kỳ vọng ít nhất nha về tầm khoảng 40 em nói đó là ít nha còn xa hơn á về đỉnh thời đại tầm khoảng bốn mươi bốn đó SRI này đó, x ngắn là 40 này, xa hơn là 45. Đó, 40 45. À 40 45. Đó là em nói là đây là mình giữ trù thôi nha chứ không phải là về vùng đó anh chị bán nha. về <laughs> vùng đó anh chị bán anh chị rớt hàng anh chị đừng chửi em nha, chết em. Ok, giữ trù thôi, giữ trù. Ok. Đó, hoặc là những cái cổ phiếu lớn như VCI này, đó VCI là về định cũ là quanh nằm giá tầm khoảng 55, 55 57. À, rồi VND này, đã VND kỳ vọng á là về tầm khoảng 30 32. Đã 30 32 quanh cái vùng đây này. Nó còn xa lắm anh chị cứ nắm giữ đi, yên tâm nắm giữ còn SHS tương tự là kỳ vọng ngắn nha ngắn là về tầm khoảng 20 23 đó là ngắn còn nếu mà sai hơn thì có thể tầm khoảng 26 28 bởi vì những cái cổ phiếu nó về đỉnh cũ thì tất cả những cái mà cổ phiếu nó sẽ về qua đỉnh cũ nhiều lúc nếu mà nó có thấp thì nó chỉ thấp hơn tầm khoảng là 50 thôi còn một cái dòng mà nó đã có sống thì cái lực đánh nó đẩy là nó về qua đỉnh cũ liền đó nên làm nói cái gì là anh chị nào nắm những cái mà cổ phiếu chứng khoán nè nhiều lúc anh chị mua cái nhịp rồi anh chị có thể lãi 50 phần trăm trong sắp tới chứ đừng nói đến anh chị mua những cái vùng này ví dụ như room khách hàng của em room khách hàng của em mua thằng SS bây giờ vẫn chưa chào bạn và anh chị đã lãi là 130% rồi. Từ vùng này này. Rất nhiều những cái mã cổ phiếu như là VIT, hoặc là SHS rồi nhiều những cái mã cổ phiếu anh chị đã lãi rất là nhiều rồi. Đó thì những cái vùng anh chị mua chỗ này thì em không nói nha, em không nói. Nhưng mà anh chị mua ở chỗ này này. Tức là những cái chị nào em nói tất cả những cái mã cổ phiếu chứng khoán luôn. Ví dụ như uh, VCI mà anh chị mua trong những cái vùng này như này. Uh, SSI mà anh chị mua từ những cái vùng này như này. Hoặc là cho dù anh chị mua trong vùng này vừa rồi đi. Những cái gì sắp tới anh chị lãi em nghĩ ít nhất nha. Nó cũng phải là 30 đến 50 trăm những anh chị mua trong cái này này là chắc chắn anh chị sẽ lại hơn 30% đi. Ví dụ anh chị mua SSI hoặc là mua những cái mã cổ phiếu như VND á mà anh chị mua được trong cái này này nha thì sắp tới 30% là trong tầm tay. Hoặc là những cái mã cổ phiếu như HCM 30% là trong tầm tay luôn. Vô tư. Đã còn nếu mà như ông nói là sai hơn là có thể là tầm khoảng 40 45 là chị có thể lãi nhiều hơn. Đó thì đó là một số những cái cổ phiếu chứng khoán lớn em này đang nói dở là ví dụ SSS này thì kỳ vọng tầm khoảng 24 26. Hoặc là ví dụ thằng SSI thì nó đó đúng không? Đó, rồi là một số những cái mã cổ phiếu thì mới là về đỉnh cổ thì nó sẽ trở lại. Nhưng nói là những cái cổ phiếu dạng vừa thì nó sẽ về đỉnh cổ thì nó sẽ trở lại nhưng mà ít nhất nó sẽ về đỉnh cổ này. Đó thì chỉ có những nắm những cái mà cổ phiếu thiếu lý. Còn những cái mà cổ phiếu như là mà nó mà nó chạm hơn ví dụ thằng SB thì nó sẽ chạy sau. Thằng này nó, những cái thằng này nó chạy sau thì nó là kỳ vọng ngắn thì tầm khoảng 12, còn nếu xa tầm khoảng là 10 giờ 14. Mà ngắn thì nghĩa là những cái cổ phiếu nó chạy sau nhưng mà nó, anh chị đừng chơi nó yếu, nhưng mà nó sẽ chạy sau nó giống như đoạn này này. Đây này. Anh chị nhìn đoạn này nha. Đó, anh chị nhìn cái đoạn này này. Từ cái thời điểm mà thằng tức là như này này, là trong cái thời điểm mà những cái mặt cổ phiếu chứng khoán lớn hoặc là những cái mặt cổ phiếu chứng khoán vừa nó chạy trước thì những cái mặt cổ phiếu như Visa này là nó đại lên một đoạn này. À, VND lên đoạn này. Rồi HCM lên đoạn này. Anh à, chị không? HCM lên đoạn. Nhưng mà sau này á, những cái mặt cổ phiếu như SBS nó mới chạy. Và anh chị thấy nó chạy một mặt từ giá 1. điểm em đo, để em đo, đo nhanh nhanh đi. Đo, đo nhanh nhanh này. Đây. Nó chạy chỉ trong vòng tầm khoảng rất là ngắn thôi. Nó chạy 552%. <laughs> tức là sao tức là nhân năm ấy nha ai chị thấy nó dạy cơ đâu này nhưng mà bây giờ em nói nè ví dụ như là chị mua em ví dụ đi nếu mà em nó không bảo chị mua nha nhưng mà ví dụ bởi vì nhiều chị nói là những cái mặt cổ phí này nó chậm nhưng mà nó sẽ chạy sau á ví dụ thằng đây quanh giá này mà cho như sau này mà nó về đỉnh cũ quanh 20 đi thì em để xoay bao nhiêu trăm từ 10 mà về 20 là nhân hai đúng không đã là một trăm phần trăm đã nói chung là bây giờ nếu anh chị đánh được nhịp này là anh chị vẫn có thể lên nhận hai nhưng mà những cái cổ phiếu này tôi nói nhỏ ví dụ với lại em thì em cũng hết tiền <laughs> em cũng hết tiền vậy đó, nhưng mà cái trình tự của các cái cái mà cổ phiếu nó sẽ chạy như vậy tức là thằng vừa rút sau đó những thằng lớn sau đó những cái thằng nhỏ vô những cái mặt cổ phiếu như SBS này hoặc là những cái mặt cổ phiếu như TCI là người không cũng sẽ chạy được TCI hoặc là những cái nhiều gì hỏi những cái mà cổ phiếu như BMS đó. À, những cái... đúng rồi những cái cổ phiếu mà nó cũng sẽ chạy mạnh á được không lên được vậy không sao đâu Nói nó là chỉ có cổ nào thì chỉ cầm cổ đó và em nghĩ là anh chỉ nên hài lòng với cái cổ phiếu của mình bởi vì em thấy là trong cái quá trình này được anh, anh chị đầu tư á, cái việc mà anh chị chọn đúng dòng á nó đã, đã là thành công rồi và anh chị không nên so sánh cái cổ mình với cổ khác mà anh chị đã có lãi là ok rồi anh chị đã có lãi rồi ok anh chị, anh chị, anh chị chọn đúng dòng nó đã, đã là một một cái bước tiến và anh chị nắm giữ được cái cổ phiếu đến điểm bán nó cũng là một cái bước tiến quan trọng nữa đó nên anh chị có còn này thứ cứ nắm nhưng mà tình từ nó sẽ như vậy đó, thì em nghĩ là cái target của các cái mặt cổ phiếu nó vẫn còn rất là xa nhưng mà với cái góc nhìn của em nha từ thời điểm hiện tại nha, em nói từ thời điểm hiện tại thì những cái cổ phiếu chứng khoán vừa á, ví dụ như là FGS này ở à, này, CTS này, FCS này thì sắp tới ví dụ như tầm nó chạy tầm hơn một tuần nữa thì sau một tuần nữa tức là bây giờ đến tuần nữa một tuần nữa thì sau một tuần nữa thì những cái cổ phiếu nó về đến cổ nó sẽ chẩn lại một thời gian sau đó nó sẽ nhiều đường cho những cái cổ phiếu chứng khoán lớn rồi những cái ngồi cổ phiếu chứng lớn nó chạy về những điểm kháng cự mạnh thì nó sẽ nhiều đường cho những cái mặt cổ phiếu chứng nó nhỏ hơn thì đó sẽ là cái quy trình của những cái mặt cổ phiếu dòng chứng ok anh chị ha đó thì đó là em em nói với chị cái view nó nó rộng rộng bởi vì em á, khi mà đầu tư nha cái quan trọng nhất là phải có cái tầm nhìn bởi vì cái tầm nhìn là anh chị mới biết là anh chị anh chị đi nó sẽ như thế nào đó thì cái góc nhìn ngày hôm nay em phân tích rất là kỹ những cái mặt cổ phiếu dòng chứng khoán để anh chị có thể định hình được là là những cái mặt cổ phiếu chứng khoán nó sẽ như thế nào bởi vì đây là một cái nhấn mạnh em rất là tâm đắc từ giai đoạn đầu chu kỳ chỉnh bây giờ và trong cái nhiệm vụ qua luôn ok ha đó, thì anh chị nào đang nắm những cái mặt cổ phiếu chứng khoán thì anh chị nên nắm thật chặt đã còn anh chị nào nắm thì cứ sợ những cái mặt cổ phiếu nó phân phối nó sập các kiểu thì cứ vào trong khách hàng của em thì em sẽ định hướng cho mọi người ok ha đó thì ngày hôm nay thì em thấy là những cái mặt cổ phiếu chứng khoán phân tích rất là kỹ để anh chị có thể nắm một cái góc nhìn tốt nhất còn những cái mặt cổ phiếu như ABS thì như này như này những cái mặt cổ phiếu này này như này thì không phân tích được chị. bởi vì nó gạt cạnh như này không phân tích được còn các cái mặt cổ phiếu cung cầu bình thường thì nó chỉ là bằng sẽ lên vì những cái mặt cổ phiếu như BV thì mình nghĩ là ít nhất nó sẽ về tầm khoảng 34 còn xa có thể về tầm khoảng 38 40 những cái mặt cổ phiếu này sẽ chạy sau nó nhỏ nhỏ thì sẽ chạy lên sau ok ha rồi thì đó là cái dòng chứng khoán thì phân tích kỹ với chị vấn đề như vậy nhìn quá nhanh nha. tiếp theo thì em sẽ nhìn qua nhanh về một số các cái mã cổ phiếu thôi nhìn qua nhanh nha đầu tiên là với những cái mã cổ phiếu nhóm nhóm bán lẻ đây nhóm bán lẻ thì FLT nó vẫn trên nó vẫn mạnh này gì cá cứ cầm thôi FLT hoặc DGO này hoặc MRG này cá cứ cầm nói chung điểm mua thì hết rồi nói chung điểm mua những cái mặt cổ phiếu này em bán chỉ rất là sớm rồi à, nói chung là điểm mua rồi là đánh sóng nha à, bán lẻ rồi à. ngày hôm nay thì nhiều anh chị lấy thằng SSI với là VND vẫn kịp này buổi sáng anh chị lấy vẫn kịp anh chị múc em buổi sáng anh chị lưu ý là VND buổi sáng nha nó tăng có nhiều rồi VND buổi sáng như là như em nhớ là tầm khoảng là tăng chỉ một năm một đến một năm phần trăm thôi anh chị anh chị phải canh mua chị mua liền Đã, Ví dụ trong buổi sáng ngày hôm nay thì trong rung khách hàng của em thì nói với anh chị là chỉ còn à, tức là chỉ còn thằng 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 SSI với thằng VND thôi. Đây. Đó thì trong cái buổi tối ngày hôm qua này, trong buổi tối ngày hôm qua thì canh SSI VND này, em nói chẳng buổi tối. Và trong buổi sáng ngày hôm nay là nếu canh mua thì ngày hôm nay chỉ còn thì SSI VND. Ngày hôm qua thì có thêm AGR, có thêm HCM và có thêm thằng VCI nữa. Nhưng mà ngày hôm nay bởi vì ngày hôm qua AGR với lại Visa nó đã nổ rồi. Tức là nó nổ bị bán ngược nhưng mà điểm mua nó không quá đẹp. À, nhưng mà ngày hôm nay mua nếu mà mua mới chỉ còn SSI VND và chỉ thấy SSI VND ngày hôm nay nó trần không? Nó trần, Đó, đó, thì sau ngày hôm nay thì mới là hết điểm mua rồi đó thì với những cái mà cổ phiếu chứng khoán bán lẻ thì chỉ có anh chị cứ cầm có chưa cầm ha những cái mà cổ phiếu này vẫn tốt rồi dòng bóng sản dòng bóng sản thì như ông nói chỉ là nhiều hãy là dòng bóng sản nó có bị phân phối lớn hay không á thì với góc nhìn của em là phân phối lớn là không chắc chắn với chị là không đó, nhưng mà ngắn hạn thì với góc nhìn của em thì những cái mà cổ phiếu bóng sản này đã bị phân phối ngắn rồi phân phối ngắn nói em dùng từ phân phối ngắn nha phân phối ngắn tức là cái cổ phiếu nó có thể tích lũy lại trong một cái khoảng thời gian à, tầm khoảng là nhiều đó, đó để chờ nó cho chờ ra một cái gì phía sau đã tức là nó sẽ như này ở à, tức là lên trên lên trên một đoạn này hoặc là những cái mặt cổ phiếu đất xanh ấy ví dụ lên trên lên trên như này ở lên trên lên trên như này đó thì chỉ nắm những cái mà cổ phiếu bóng sản thì anh chị có thể nắm cái ý đó để chị chuẩn bị còn ngày hôm nay thì em thấy là ngành không hồi như nhau à ngày hôm nay ngành nào nó cũng hồi như nhau vậy à. <laughs> ok đã thì các cái mặt cổ phiếu bóng sản thì em nhìn qua thì các cái mặt cổ phiếu nói chung là nhịp sâu nha anh chị tập trung thì cứ nắm những cái mặt cổ phiếu thôi tức là nhịp này nếu chị mua thì em vẫn em vẫn thích tức là nếu chị mua mới nha anh chị nó nắm giữ mà lãi tầm khoảng hai mươi ba mươi thì không có vấn đề gì nhưng mà với những chị mua mới á, thì anh chị nếu gì có mua thì anh chị chỉ nên đánh ngắn thôi còn nhịp sau thì em sẽ định hướng cho anh chị với những cái cổ phiếu bóng sản để đánh sống sau ok à, nói chung là bóng sản thì vẫn quanh quanh năm cái cổ phiếu đó mạnh đó đất xanh này uh, sale này dg này uh, phát đạt này đó, phát đạt với lại novaland à, nói chung là cứ năm mã đó thôi à, thì sắp tới thì anh chị theo dõi những cái cổ phiếu như thế này đó, nhưng mà nếu chị có mua thì em nghĩ là ưu tiên đánh để đánh ngắn thôi. còn đánh sống thì em không không chọn những bóng sản trong nhịp này ok ha ok à, thì anh chị theo dõi thêm. nói chung là điểm mua thì cũng không có điểm nhiều nhỏ là xong ngày hôm nay có điểm mua hay không thì mình là chưa có nó à, bốn sản nhưng mà nó rất là vẫn ok nó sẽ tích lũy lại đó. hoặc là những cái cổ phiếu như khu công nghiệp này khu công nghiệp cũng sẽ tích lũy như idc này hoặc là những cái cổ phiếu như gvr này thì thường sau những cái cây ngày hôm nay nó bị giảm mua lớn nó phục hồi lại thì thường nó sẽ có cái vùng cân bằng lại thường nó sẽ có cái nhịp tết lại một cái nhịp nhẹ nó rồi thì sau đó nó mới có thể đi lên thì nếu anh chị nào có theo dõi những cái mặt cổ phiếu này để đánh ngắn thì anh chị có thể canh một cái nhịp nó tết này tức là nó giảm này hướng lên này nó có một cái nhịp bắt lại anh chị canh một cái nhịp bắt lại và nào hướng đi lên anh chị có thể canh anh chị đánh ngắn cũng ok hoặc ví dụ thắng thằng à, thằng vgc này đó vgc đang tới là cái đỉnh này đó thì nếu mà ngày hôm nay anh chị nằm mua sớm mua sớm tức là anh chị mua mua theo dạng về quanh vùng đỉnh anh chị có thể bắt được còn không thì sau ngày hôm nay anh chị phải chờ thêm chờ nó tích lũy lại như nào hoặc là kbc tương tự chờ thêm ha. nhưng mà chị lưu là cái khối lượng của nó nó phải thấp nha Những phiên tối thì khối lượng những phải thấp thì anh chị có thể lấy những cái mà cổ phiếu bất động sản hoặc là khu công nghiệp hoặc là những cái cổ phiếu như thép cũng ok đã thép những cái cổ phiếu nó vẫn đang test đỉnh nào ví dụ như những cái mà cổ phiếu nam kim nè anh em kim ngày hôm nay rút rất là tốt nhưng mà cái vô hiện tại nó vẫn bị hơi bị dao động nếu anh chị muốn mua một cái mã cổ phiếu này thì anh chị một là anh chị mua điểm test tức là một là anh chị mua điểm test lại như này hai là nếu anh chị mua điểm tích lũy thì anh chị nên chờ cho cái cái khối lượng nó nó phải kiệt lại một chút xíu thì anh chị mua thì anh chị mới ăn được cái cây nổ đó anh chị lúc là khi mà anh chị mua đánh ngắn nha cái điểm cái cây mà ngon nhất là anh chị phải ăn được cái cây nổ cái cây nổ mới là cái cây ngon nhất đã chứ anh chị đừng mua đâu mà những cái vùng nó bị dao động như này thì anh chị không có ngon họ nam kim hoặc là những cái mà cổ phiếu như họ phát họ phát thì cái biên rơi nó vẫn hơi lớn họ phát ngày hôm qua bán bị lớn này thì sau cây hồi ngày nay thì thường nó sẽ test lại đó thì anh chị nếu canh anh chị có thể là canh rổ xuống kéo lên và canh test lại và nó hướng đi lên được nha thì nhiệt canh những điểm đó anh chị theo dõi được ok nhầm thế thì thấy vẫn ok không không vấn gì, gì quá xấu rồi. Đó, nhưng mà chỉ qua là cái nhiều rồi em không chọn nè nhiều cho hỏi em là ví dụ như ngành thép mà cái nhiều rồi chị mua những cái mà cổ phiếu mà cái vị thế tốt á ví dụ như nam Kia mà quanh vùng giá tầm khoảng 18 tám năm mười chín hoặc có ví dụ như hoa sen mà quanh vùng giá tầm khoảng 18 tám năm mười chín hoặc ví dụ như hòa Phá mà quanh vùng giá tầm khoảng hai sáu hai bảy á thì anh chị nắm theo trend được hay không thì mới là được bởi vì ngành thép á ngành thép em đánh giá là được là vì sao được là những cái mà cổ phiếu này cái tính đồng bộ nó cao nhưng mà em không thích là bởi vì sao là cái cái cái, cái ngành thép là cái ngành nó lên sau và cái cái sức mạnh của nó nó không được quá nổi bật nên là cái nhiều rồi em không chọn những cái mà cổ phiếu ngành thép nắm theo tre em không chọn chứ không phải là nó không tăng nha <laughs> đó, tức là bởi vì khi mà chị chọn á nó phải có những cái lựa chọn mà làm sao khi mà chị vào nó phải có sự tối ưu tức là ví dụ như là trong những nhóm mà đó thì mình phải chọn ra những cái thằng nào mình vô đó, tức là thằng nào đánh trên thì mình chỉ lựa qua những dòng bởi vì chị luôn mình không thể mua hết được thị trường nó mua hết được thị trường nó khó lắm làm sao để chị ví dụ như là thị trường nó ví dụ mấy ngàn mã còn nếu mà lọc ra những cái cổ phiếu cơ bản thì cũng phải 50 70 mã thì chị không thể mua hết thị trường được. Nên là một cái danh mục thì chị phải chọn những cái nhóm mà nó tối ưu nhất để chị đánh trên. À, anh chị nào đánh trên thì anh chị vô xong thì chị cứ gặp. Còn như ví dụ anh chị nào đánh 70 đánh trên anh chị 30% anh chị đánh ngắn à, thì cứ cứ cầm 30% trăm anh chị lúc lúc qua lúc lại tùy vào hưởng anh chị. À, em thì cái thế mạnh của em là em đánh, em đánh, trên. Em đánh trên thì thế mạnh của em. Đó, ok ha. Đó, thì em đánh giá là những cái cổ phiếu dòng thép thì em là đang tới lại thôi thu những cái sau cái test lại thì nó sẽ có cái vùng cân bằng lại thì nếu chị muốn mua thì chị canh nhịp cân lại ha ok ngành thép nó rất là ok này đầu tư công này đầu tư công thì có lcg này lcg ngày tăng khá là tốt lcg thì cũng có cho nhiều chị khách hàng em mua đánh ngắn nhóm đầu tư công thì cũng chỉ, cũng chỉ mua đánh ngắn thôi là cho mua tầm giá tầm khoảng 13.6 13.7 cũng khá là ok ở kỳ vọng là tầm giá tầm khoảng 15 15.5 nó hoặc có ví dụ như thằng hq quê này cũng cho mua đánh ngắn là tầm giá tầm khoảng 15.5 nó thì kỳ vọng tầm giá tầm khoảng 17 đầu tư công thì nó nghĩa là cái tính đồng bộ nó còn không có quá cao đầu tư công nghĩa là nếu gì muốn đánh trên á thì chỉ định nên đợi cái nhịp sau nha nên đợi nhịp sau bởi vì nhiều những cái cổ phiếu cái biên rơ nó bị quá lớn nha biên rơ nó bị lớn thì em không có đánh trên được đâu à, ok đó vcg nói chung là đó, nói chung là anh chỉ có thể lướt không bữa... em cứ gì anh chị những, điểm lướt anh chị nhớ anh chị có nhớ những điểm lướt không ví dụ hv này rồi gì kb này rồi gì rồi lcg này đó không bưởng qua giờ nó giảm giảm là phải canh mua đi Cánh mua để chị lúc đi <laughs> ok đó thì đánh nhóm đầu tư con đầu tư con thì thấy cũng sẽ phục hồi lại được nhưng mà tính đồng bộ nó không cao những cái những cái ngành mà tính đồng bộ nó không cao là em chị em em, gì, em bị đánh ngắn thôi, nếu có đó còn sau mà những cái mà cổ phiếu này tính đồng bộ nó cao á, thì em sẽ cập nhật với chị cho chị đến sống luôn nha nói chung là mình cứ tính kinh nghiệm này xong đi còn sau này nó như nào thì mình tính tiếp bởi vì tiền mình có hạn chị không phải lúc nào mình cũng có tiền <laughs> ok đó Rồi, khu công nghiệp đó đúng không à, đầu tư công rồi tiếp theo là những cái mà cổ phiếu nhóm dầu khí dầu khí thì em đánh giá là cũng tính đồng bộ nó còn không có quá cao nhưng mà hai cái cổ phiếu khỏe nhất đó thằng BVD với thằng à, BVD BVD BVS mình thấy là khá là khỏe nhưng mà nhiều cái cổ phiếu cái biên rơ nó vẫn bị lớn ví dụ như BVB này biên rơ lớn đó. hoặc là BVC này đó, tức là tính đồng bộ nó không có quá cao nên là nhóm này thì mình anh chỉ có thể canh chuẩn lại cái vùng tích lại thì anh chỉ có thể theo dõi những cái kệ mà cổ phiếu anh chỉ có thể ăn những cái điểm nổ của nó đó được nếu anh chỉ có lúc ha rồi dầu khí thì nó giá là vẫn ok nhưng mà tính nó bộ nó không cao thôi nó à, nó không có xấu nó chỉ thủy sản nó cũng ok nè thủy sản thì có IDI này IDI thì em vẫn kỳ vọng về giá tầm khoảng 15 năm nó chẳng một vài cây nó tích lũy lại thì nó vẫn sẽ đi lên được các bạn. IDI hoặc là những cái mã cổ phiếu như NV, NV nó cũng đã quay được về nền rồi. Đó, hoặc là ví dụ VHC này, đã quay được về nền rồi. hoặc là có ACL với lại thằng FMC nó đã đi lên rồi. anh em giá là nhóm thị sản sắp tới nó sẽ phục hồi được. Dệt may này, Gil này, TNG này, đó, rồi VGT nó với là cái trend nó ổn hết. Nói chung là cái trend thấy là các cái mã cổ phiếu nó ổn hết các bạn. Nó có nhóm nào nó quá xấu đâu. Ngân hàng anh nhìn, anh nhìn nó ngân hàng nó xấu nhưng thấy là ngân hàng nó đang tích lũy đó. không có vấn đề gì quá xấu. Đó, rồi ngân hàng ví dụ MB này, Techcom này, vib này rồi BIDV hoặc là vì các bạn thấy không có mảng cổ phiếu nào quá xấu nó đang tích lũy thôi Nãy tức là gì anh chị nhìn thị trường á thì anh chị thấy là không có một nhóm ngành nào quá xấu không có nhóm nào xấu á tức là quan trọng là chị chọn cái thằng nào anh chị có thể nắm theo trên và cái nhóm mà nó nó phải nắm, anh, anh chị lưu là cái nhóm mà nó phải là một cái nhóm ngành mạnh nhóm ngành mạnh là cái nhóm nào nhóm ngành mạnh là cái nhóm nó có cái cổ phiếu đầu đi lên trước và quan trọng nhất là cái tính đồng bộ của cái ngành nó phải cao Nãy tức là sao tức là chị hôm bữa thì anh chị thấy những cái cổ phiếu đất xanh này hoặc là những cái cổ phiếu đề rồi. nó là những cái mặt cổ phiếu nó có những cái hiện tượng vượt đỉnh nhưng mà những cái mặt cổ phiếu bán sản rất nhiều những cái mà cổ phiếu cái biên rơi nó bị lớn thì nó không thể tạo ra một cái sóng dòng nó quá mạnh trong cái nhịp này em nói là trong cái nhịp này nha nhịp sau từ từ mình tính đó, hoặc là những cái mặt cổ phiếu đầu tư công VCR nó mạnh không vậy mạnh chứ hoặc là nhóm khu công nghiệp KB mạnh không xin lỗi chị nhóm công nghiệp KBC mạnh không rất mạnh nhưng mà sao nhưng mà mấy khác nó rơi nó rơi nó rơi sâu á thì khi mà nó sâu thì nó phục hồi chậm mà phục hồi chậm thì không thể tạo ra cái sóng dòng anh nhìn đúng không đó, đó thì khi mà chị chọn một cái mặt cổ phiếu mà anh chị đánh trên và anh chị anh chị phải chọn được những con lít mà cái tiêu chí nhận nhóm lý là em đã chia sẻ với anh chị ngay từ đầu rồi chứng khoán bán lại không bón cũng ok không bón thì ví dụ dgc nó vẫn rất là mạnh này giờ anh chị thấy dgc nó có giảm nhiều lần nó tích lũy lại thôi ok ha đó. thì trong cái video ngày em định hướng cho mọi người kỹ về góc nhìn về thị trường tức là với góc nhìn về thị trường á, thì chị chỉ, còn, chỉ, chỉ còn lưu ý điểm đầu tiên là gì là thị trường nó có dần co giữ kệ đó chừng nào nó có rủ ro nha là nó phải vượt qua cái đỉnh này đó. nó chạy nói chung là mày chạy đi đâu mày chạy mày vượt qua cái đỉnh này từ từ mình tiếp còn anh chị luôn là thị trường nó vẫn còn quanh quanh cái vùng này nha. Đánh thoải mái. Em nói gì là thị trường nó cứ quanh quanh cái vùng này đánh thoải mái vậy. Không sợ. Còn sau này mà thị trường nó như ví dụ như thị trường nó cứ quanh quanh cái vùng này, anh chị chốt lời đi. Các kiểu thì cứ quanh quanh vừa như anh chị cứ lừa cổ phiếu anh chị đánh hoặc là anh chị có cổ phiếu anh chị cứ nắm giữ cho em. còn sau này mà thị trường nó chạy lên phía trên nè là ví dụ như à, anh chị ơi thị trường tốt quá rồi thị trường hưng phấn quá rồi thị trường đẹp quá anh chị ơi múc thêm múc thêm các kiểu là lúc lắm mới sợ còn ví dụ hiện tại em vẫn bảo anh chị mua mà anh chị sợ lên sợ xuống anh chị nó đạt nó 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 nó, nó các kiểu các kiểu là lúc đó nó còn nó còn tốt nói tức là chân nào mà trên thị trường mà nó có một cái thằng những người nào mà còn hô sập á là lúc đó anh chị còn là anh chị cứ nghĩ là thị trường nó vẫn còn ok còn chân nào mà thị trường anh chị lúc là lên thị trường mà chị thấy thằng, thằng nào không khen ngon á là lúc đó anh chị mới sợ <laughs> anh chị hiểu không ok đó thì với thị trường chung á thì anh chị cần lưu ý là là thị trường cứ để cho nó chạy nó biến động gì cả nó cứ để cho nó chạy một đoạn ở sau này nó rủ ra thì em sẽ cập nhật sau còn anh chị nào muốn sớm thì cứ vào trong khách hàng của em, em sẽ phổ biến cho mọi người trong trong khách hàng thì là là em sẽ cập nhật của anh chị hỗ trợ anh chị rất là kỹ ok rồi cái thứ hai là với dòng chứng với dòng chứng thì anh chị lưu ý là những cái mã cổ phiếu chứng khoán vừa nó sẽ lên trước sau đó đến những cái mã cổ phiếu chứng khoán lớn chứng khoán lớn lên rồi nó sẽ là những cái mã cổ phiếu chứng khoán nó nhỏ hơn hồi nãy là về cái vấn đề về target kỳ vọng thì em đã nêu với mọi người rồi đã. thì anh chị lưu ý là đó là cái điểm mình kỳ vọng thôi chứ không phải là đến cái điểm đó anh chị bán nha đã. nói chung cứ từ từ sau này những cái điểm mua bán những cái mã cổ phiếu chứng khoán thì anh chị lưu ý đã. nhưng mà nói chị anh nói như là cái danh mục của á bán thằng nào thì bán chứng khoán phải để là bán cuối cùng đó còn ví dụ như chứng khoán mà anh chị bán đã bán rồi nha là anh chị rút tiền ra tài khoản đi bởi vì em nói gì là chứng khoán mà nó gãy nha là anh chị múc thằng nào nó lỗ chắc chắn với chị luôn chứng khoán mà gãy là trên thị trường không có nào còn sống đâu đã, nên là cao bán thì giữ là những chứng khoán cuối cùng rồi cái một cái nữa là gì thị trường nhà sắp tới gần như tất cả các nhóm ngành sẽ nó sẽ đều tăng ngân hàng tăng em nói là cái nhịp nếu mà thị trường nó kéo nhịp sau này ngân hàng lên dầu khí lên thư sản lên bán lẻ cũng lên khu công nghiệp lên À, nhưng mà quan trọng là gì quan trọng là anh chị tối ưu cái nhóm anh nào và anh chị nắm giữ cái nhóm anh nào và anh chị những cái mặt cổ phiếu anh chị đánh ngắn thôi những là ngành ông lên à, nhưng mà nó có một điểm là gì là không có một anh nào nó sẽ chạy nước rút đồng bộ để mà nhiều người nói là thị trường nó sẽ chạy nước rút. tức là các cái mặt cổ phiếu như là bất động sản hoặc là khu công nghiệp hoặc là thép đó, nó chạy nước rút đồng bộ tức là cả ngày này chú chạy nước rút thì rất là khó à, nhưng mà vẫn có đâu đó một vài cái cổ phiếu riêng lẻ ở một vài dòng nó cũng có thể chạy nước rút thì thị trường đó thì đó là góc nhìn quen ok hai nghe em nay thì phân tích của anh chị rất là kỹ ở với góc nhìn về thị trường cũng như em phân tích với anh chị vì sao à, ví dụ anh chị thấy ngày hôm qua đây ngày hôm qua thì anh chị thấy là tức là ngày hôm qua anh chị thấy là là, là là là, thị trường nó hỗn loạn kinh khủng đúng không thị trường nó hỗn loạn tức là thị trường nó rất là hỗn loạn nhưng mà em vẫn rất bình thường đây này em nói với chị này Anh à, có nói với chị nè bài ngửa rồi cùng lắm thì cắt lỗ anh chị anh chị nghĩ là buổi chiều ngày hôm qua có ai được ai nói được câu này à anh chị ai có ai nói được câu này tức là nó là bài nó đang ngửa rồi bài đang ngửa là tức gì mình biết là chứng khoán nó đã chạy nó rút rồi bởi vì sao bởi vì anh chị nhìn cái form của thằng FCS này cái form này cái form nút rút chứ cái form gì nữa tức là cái bài nó đã ngửa rồi tức là nó là cái dòng lít mà đã có một cái thằng nó chạy nút rồi vít là chạy trước FCS chạy sau đó thì bài nó đã ngửa rồi cùng lắm là gì là mình cắt lỗ cùng lắm là bán hồ vốn tức là một là mình ăn lớn hai là bán hồ vốn cắt lỗ nhẹ chứ không có bán gì phải đó chỉ là thắng là gần như 90% rồi là không có sợ đó nhiều anh chị hỏi là vấn đề về thị trường và cổ phiếu nó sẽ có hai vấn đề là thị trường em nói thị trường nó rõ hay không là hiện tại là chưa hai là những cái cổ phiếu dạng lít đồ dù chứng khoán bán lẻ nó vẫn còn rất là khỏe đã nên em nói là không có gì phải sợ đã ví dụ anh nói chị rất cởi. buổi tối thì em tức là buổi tối là em bơm oxy ra nhiều một lần nữa đã là chị không có gì phải lo anh em đã nhìn qua tất cả các thị trường này chứng khoán là vẫn còn tốt bán lẻ vẫn ok những cái mà cổ phiếu về hỗ trợ hết rồi là ngày mai là thị trường nó sẽ phục được đã và em có chia sẻ với chị một cái kinh nghiệm kinh nghiệm cá nhân của em là gì có hai mẹo một là thanh khoản và anh chị thấy là buổi sáng ngày hôm nay thanh khoản của thị trường rất là thấp đây này cái thanh khoản là anh chị nói là em nghĩ là trên thị trường á không có nhiều người mà cảm nhận cái thanh khoản của thị trường tốt bằng em nói nói chung là cũng không phải tự tin nhưng mà em là một người em nhìn thanh khoản rất là tốt tức là khi mà em nhìn thanh khoản là em biết được là em cảm nhận được là thị trường hay ngày hôm đó nó sẽ như thế nào tức là nó sẽ có thể có những cái vận động như thế nào có thể là không chắc chắn một trăm phần trăm nhưng mà sao nhưng mà mình sẽ biết được thị trường cái cảm nhận và mình sẽ đưa ra những hướng xử lý và mình chuẩn bị tâm lý cho nó phù hợp quan trọng là cái bước chuẩn bị tâm lý thì như thế thanh khoản của thị trường em nó rất là thấp nè nó chỉ dưới cái mức trung bình không? cái phần màu vàng này cái phần màu vàng chị nó thấp hơn cái phần màu xanh này tức là nó ở cái mức trung bình hoặc là thấp rồi đó thì không đã tính nhất là thanh khoản nó thấp này tức là buổi sáng thanh khoản không cao là buổi chiều là dễ hồi và cái thứ hai là gì? cái thứ hai là kinh nghiệm kinh anh chị chỉ có kinh nghiệm chị mình mới, mới nhìn được cái này thôi là egrctsb beta với lại vci nếu mà sáng mai sáng mai là bởi vì em nó, là buổi tối ngày hôm qua đó nếu mà sáng mai mà chị thấy một trong bốn con này mà nó tăng từ buổi sáng về giữa cái mức giá cao thì buổi chiều chắc chắn nó sẽ kéo tiếp mà kéo tiếp thì nó sẽ gây hiệu ứng dọc dòng chứng khoán mà kéo được thì buổi chiều nó sẽ hồi thêm và anh chị thấy đúng không buổi sáng ngày hôm nay ct với agr ct em nhớ là nó tăng đầu tiên em nhớ là buổi sáng sẽ hình như là tăng là bốn phần trăm hay là bốn năm phần trăm gì đó hoặc là agr là em thấy là tăng là ba phần trăm hoặc là visa em thấy là tăng hơn hai phần trăm làm nó thôi xong này đây này buổi sáng này đây này anh chị buổi sáng thì mới nói này thanh khoản ngày hôm nay thấp điều này rất tốt đó là gì điểm quan trọng hơn hết cái này mới là cái quan trọng là gì vci CTSR hiện đang kéo bù về giữ giá rất cao thì với vận động này hồi chắc chắc chắn với anh chị luôn đó thì anh chị thấy là những cái này là chỉ có kinh nghiệm cá nhân thôi tức là khi mà anh chị đầu tư nhiều á anh chị phải có tức là anh chị phải có cảm nhận nha cái này nhiều lúc là nó tính gọi là cái cái cảm nhận trong người mà nói chứ anh chị nhìn nhiều lúc anh chị không thấy đâu đó thì ví dụ như em nói là chiều nay mà thị trường hồi là nhóm, nhóm nhóm nó bay tiếp này à bay tiếp thì như thấy nghe nó chúng hồi ấy đó thì em cũng review lại để anh chị biết được là ngày hôm qua giờ và ngày hôm nay thì mình mình chiến đấu tâm lý nó như thế nào đó, chứ anh chị thấy là ngày hôm qua ví dụ như em thấy là ngày hôm qua như là như bây giờ thì anh nói được nhưng mà sao nhưng mà quan trọng là mình, mình chuẩn bị tâm lý mình phản ứng nó như thế nào đó thì cũng chia sẻ lại với anh chị sau này để anh chị có một cái góc nhìn tốt hơn bởi vì nó là những cái kinh nghiệm mà không có không có trong sách vở nào mà chia sẻ đâu anh chị không có trong sách vở nào chia sẻ đó thì trong cái video thì em chia sẻ với anh chị rất là kỹ okay. ok ha rồi thì anh chị nào xem xong video mà thấy hay về giá trị thì nhớ tặng cho em một cái nút like nha và một cái nút đăng ký kênh nói chung rằng sắp tới là một cái giai đoạn rất là quan trọng của thị trường nên là chữ like và đăng ký kênh này like mạnh đăng ký kênh mạnh thì sắp tới thì em sẽ ra nhiều những cái video hỗ trợ cả mọi người hơn mà nói chung là anh chị đánh cái sóng thì em không biết nha nhưng mà nhịp sắp tới nha là cái sóng anh chị nó nó sẽ rất rất là quan trọng luôn phải tập trung đánh cái sóng này cho nó hoàn thiện đó nói chung là phải tối ưu những cái mức lợi nhuận tốt nhất đó, nên là anh chị nhớ like đăng ký kênh thì em sẽ ra nhiều nhiều những video và những video giá trị hơn cho mọi người anh chị tham gia room cộng đồng thì cứ bấm vào đường link zalo bên dưới bên dưới phần mô tả đó, còn muốn tham gia room cái này để được em cập nhật kỹ hơn trong phiên thì có thể liên hệ qua bạn trợ lý của em số điện thoại thì em có để trên màn hình đó, dung số điện thoại là 0903 À, 16, em có để cái phần chạy dưới màn hình đó, thì kiến nhắn qua Zalo cho bạn trợ lý của em thì bạn hỗ trợ sẽ hỗ trợ mọi người vào trong khách hàng rồi cảm ơn chị rất là nhiều ha đã luôn theo dõi ok à, một lần nữa thì xin xin chúc mọi người và gia đình của mình có buổi tối vui vẻ hạnh phúc và thật nhiều sức khỏe ha và hẹn gặp lại mọi người trong những video cũng như trong các buổi livestream của em sau giờ xin chào mọi người